Cô hai á muốn nhờ con tôi qua hỏi để dẹp cái đám cầu hôn kia. Cô hai ở đây cành vàng lá ngọc thì làm sao mà tôi dám cầu hôn cho con trai tôi? Đa tạ anh đã giúp cho con tôi. Dạ. Bây giờ lấy cái cớ gì để mà rút lui cho nó êm đẹp? Ông đừng có lo. Ông bắt nó làm cái gì đó khó khó, nó làm không được, tan hàng là tại nó, chứ không phải là tại cô nhà. Nếu mà nó làm được thì chứng tỏ nó có bản lĩnh, đáng mặt để làm chồng. Cái gì mà khó khó? Dạ thưa cha, thưa vú, cha có thử thách gì nói đại đi, chàng làm, chàng giỏi lắm. Nhưng cái này là chuyện của nó, con không được xen vô, nghe chưa? Con lên núi lấy cho ta một bụ bôi của con Tinh. Con vợ. Cha. Đúng rồi, đúng rồi. Con nên nhớ, ta chỉ có một đứa con gái duy nhất. Rể của ta phải nhất thiết có một năng lực nào đó để sau này lo cho nó. Đúng. Chàng, dạ con. Chàng ơi, chàng ra ngoài đợi em chút xíu đi. Ờ. Nha. Dạ. Đi đi. Con đi. Cha, cha thiệt quá đáng quá. Lỡ con yêu tình ăn thịt chàng rồi sao? Lo lắng cho người ta thiệt tình như vậy, có bộ là thiệt rồi, không phải giả bộ nữa. Đúng không? Càng thiệt cha càng phải kỹ. Chuyện gì cha cũng chiều con được. Riêng chuyện này con đừng có mơ mà lung lạc tinh thần của cha.